Ôi dồi ôi, bao nhiêu đồ mới đi nha. Thấy chưa, còn đồ mới này. Wow. Nhiều lắm. Đấy, rất nhiều bộ đẹp. Đây, bộ đây nữa, nhiều bộ nhá. Rất nhiều bộ quần áo đẹp nhá. Ý nhá, ui dồi, nhiều chưa. Đây, theo mùa mặc luôn nha mình nha. Đây, quần áo của thank you.
Sao mày? Sao ngủ nè? Ừ? Ừ? À, ngủ dậy đã. Ừ? Ba đây áo mặc nhá, xong đây áo mặc cùng với ba mặc chưa? Ừ? Sao? Sao? Vì sao vậy? Ừ? 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 Sao vậy? Sao? Sao nào? Sao nào? Nói ba xem nào. Sao? Ui, sao đi vừa vừa lấy của bà ra hả? Đi ai giờ vừa lấy ra đây? Ê ai giờ vừa lấy của bà ra đây hả? Sao giờ vừa lấy của bà ra đây? Đi. Ừ. Ai giờ vừa lấy này ra đây? Trong này hôm qua lấy hết đồ ra đây mà. Sao đi buồn đấy hả? Ừ. Đây quần áo mới của Bi bên này cơ mà. Đấy mà. Đây. Quần áo mới của Bi ba để đây này. Nha. Rất nhiều bộ nhá. Đây. Đấy. Có ai lấy của Bi đâu? Ừ. Nha. Có ai lấy của Bi đâu, đúng không? Hả? Đấy quần áo mới của Bi đấy. Ừ. Đây, bộ này rất đẹp này. Mà xếp áo ra nào, phải vào bao nhiêu bộ nào. À, một bộ đây đó. Đấy, đi đi nhá. Rồi. Rồi, bộ nào. Bộ này này, bộ này cũng đẹp này. À, bộ này cũng đẹp này. Bộ này đi với cái quần này rồi. Rồi, ok. Nhá. Đấy, rồi, đi đây. Bộ này cũng đẹp này. Bộ này đẹp biết đây. Làm cái ngồi ra đây. Ngồi ra đây. Ngồi đây. Mà xem là có bao nhiêu bộ đẹp nào. Đẹp không? Nó đẹp chưa? Như thế đẹp không? Đây, bộ này đi bên này. Ok, sao vậy? Ừ? Bộ này đi bộ này rồi. Ui giời, áo này đẹp quá trời. Ba là lấy cái quần áo thử cho Bi từng bộ một nhá. Ok. Giờ Bi chọn bộ nào? À, Bi chọn bộ nào nào? Bộ này. Để bộ nào? Bi chọn đi. À rồi. Ba mặc bộ đầu tiên nhá. Ok. Bi có rất nhiều quần áo mọi người nhá. Bi
thì của năm mới bi nha, bố đi công tác rồi bố mới bi nha. Đầu tiên là áo màu ma, ok nào, cho nó ok. Nè, đẹp trai nha, đẹp trai gái nha, đừng nghe mọi người xem nào, đứng đây nè. À, Vi kia ở đây, nè đây nào, Vi, nè đây. Đấy, ai, xinh chưa? Rồi, à, rồi, giờ mặc bộ này á, rồi, ok. Rồi, biết rồi, ba biết rồi. Rồi, mọi người nhá, bộ thứ nhất. Rồi, thử bộ thứ hai nhá. Nhất là Bibi đã thử nhá. Bộ thứ hai đây. Là Bibi xuống đây, đi xuống đây. Đấy đấy, bộ này tí nữa, thế nào nào. Đấy, bộ này mà. Ok. Bộ này. Bên nhà, bên nhà. Bên nhà. À, giỏi quá. Giỏi quá. Ôi giời. Đẹp đấy nha. Thật ra nó đẹp. À. Quần này, quần này nha. Quần à, phải hơi dài. Quần này blue. Em đây, áo lên. Nào, Bi lại đây. À, đẹp quá. Úi giời, lại thích màu đấy nữa. À, nào, Bi đây. Nào, đây này ba. Đây là ba mang bộ này nhá. Vì là rất thích tông màu đỏ mọi người nhá. Ừ. Đẹp quá nha. Nè, nó cái áo. Áo mặc vừa đẹp nha, quý nha. Là đẹp, đẹp, đẹp. Không chật quá. Không ấy quá. Nè, cái này nó chưa. Tạm thời là ba là mặc Bi ba bộ nhá, ba bộ, wow. Bộ thứ tư mọi người nhá, này rất là hèn xong, đấy, thích bộ này, nó thằng nó mang mang, Bi tao lại đẹp trai quá Bi nha. Hả? Bi đứng đây. Bi đứng đây. Rồi, đã đứng góc. Nào, đẹp trai nào. Rồi, Bi lại đây cho 300 nào. Bi, Bi, đây đây. Rồi, lại đây. Là bộ đấy bằng đôi mà. Nào, Bi lại đây nào. Lại đây mà. Đẹp trai quá anh nha. Quá nha, đẹp quá nha, bộ này rất đẹp nhá. Biết rồi, bộ này đẹp trai mà, đẹp trai quá, kiếp âm nha. Rồi, quá nắp nha, để má cười đó nhá. Đây đó nhá, cái này cái nào đó. Bên này nữa. Đừng nè, bộ này có Bi ở đây ha. Đây, mang tay con nè. À, em mang bộ vàng này nhá. Đẹp. Quần rất đẹp nhá. Đứng nghe, đi đứng nghe, đứng nghe. Đứng nghe.
everyone. Hello đi anh. Hello everyone. Rồi, lại đây đi. Đi, này ba đi. Lát lát đi ra, đi ra. Đó. Đấy, bộ này là Bi vẫn thích nhất mọi người nhá. Bộ đoạn này Bi Bi thích nhất. Nhá. Nha. Rồi giờ ba cất quần áo của Bi nhá. Rất nhiều bộ, còn bộ này chưa mặc, bộ này chưa mặc, bộ này chưa mặc. Nói chung còn rất nhiều bộ mọi người nhá. Hôm nay bố chỉ mặc BB một vài bộ như thế thôi. Thời gian tới thì BB có thêm được rất nhiều bộ quần áo mới, rất là đẹp. Đấy. Đây mọi người nhá. Rồi, thì ba cất quần áo vào đây nhá. Ba gấp cái khăn này nào. Khăn. Nha. Nha, qua quần áo này nhá. Rồi, để ba xuống đây là ba ăn mình, để cái gì ăn thôi nhá.